Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, bão Gukum đã di chuyển vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta. Theo các chuyên gia khí tượng thì đây là một trong số rất ít các cơn bão xuất hiện vào thời điểm cuối tháng 12 từ trước tới nay. Vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay thì vị trí tâm bão đã cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 340 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão mà vùng biển phía đông, khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía đông bắc của quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và hướng về phía quần đảo Trường Sa và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 120 km về phía Bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 12, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách Côn Đảo khoảng 250 km về phía Đông Nam, với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa phùn rải rác với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng gió Đông Bắc còn duy trì ở mức cao, biển lạnh nên không thuận lợi cho việc hoạt động và đánh bắt trên biển. Tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Liên tục từ nay đến cuối năm thì trên khu vực Vịnh Bắc Bộ duy trì gió Đông Bắc mạnh, do vậy sẽ ảnh hưởng đến năng suất khai thác trên biển. Trong tháng 12, do thời tiết không thuận lợi, trên biển có nhiều đợt gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, nên thời gian bám biển của các loại nghề khai thác hải sản là rất thấp và không thể khai thác được ở vùng biển xa bờ. Vì vậy, tổng sản lượng hải sản khai thác được trong tháng không cao. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Tại đây có mưa rải rác với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 5. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, có mưa rào một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Tuy nhiên, theo dự báo thì trong thời gian tới, do không khí lạnh hoạt động nên trên toàn khu vực vùng biển miền Trung còn duy trì những đợt sóng gió mạnh gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm Côn Đảo thì trời có nắng từ sớm với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5. Tuy nhiên thì những khối mây dông trên biển phát triển mạnh, do vậy trong chiều tối và đêm nay có khả năng mưa dông gây giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến việc khai thác trên biển. Cơn bão Gukum cũng có diễn biến tương đối phức tạp, do vậy với tàu thuyền đánh bắt dài ngày cũng cần chú ý theo dõi diễn biến bão trên các phương tiện đại chúng để có kế hoạch hoạt động an toàn. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, biển ổn định nên các phương tiện đánh bắt có thể hoạt động bình thường. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, tại đây trời khá ít mây và nắng nhiều, có mưa một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 3, cấp 4, biển bình thường, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt xa bờ. Tại vùng biển phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì trong chiều và đêm nay, thời tiết có xu hướng chuyển mây nhiều hơn, có mưa một vài nơi, sau tăng lên mức rải rác và dạng mưa phùn, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, bão Gukum đã suy yếu phần nào, tuy nhiên thì hoàn lưu mây bão khá rộng vẫn liên tục phát triển và gây mưa, với tầm nhìn xa tại đây trên 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, riêng vùng biển phía Đông thì gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh, nguy hiểm cho việc khai thác đánh bắt trên biển của tàu thuyền. Hướng di chuyển và hoạt động của bão được xem là còn có nhiều diễn biến khá phức tạp, do vậy trong 2-3 ngày tới, tàu thuyền neo đậu không ra khơi, tàu thuyền đánh bắt xa bờ nên trên toàn Biển Đông thì đều chịu ảnh hưởng xấu. Còn tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, tại đây có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sẽ còn duy trì trong 2 ngày tới, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.